Làm xong rồi, ok không? Làm xong rồi, ok. Làm sống gớm vậy sợ. Ừ. Tùng sao lần đỡ. Hết mụn chưa? Nãy hậu quay cũng chưa thấy luôn à. Hai cái luôn à. Mà chưa thấy luôn à. Thôi để dành đi. Chế tội hả? Nó trở lần giỏi lắm rồi. Quay đã lắm đúng không? Nãy ai quay không biết. Nhưng mà ăn đen đã đúng không? Thôi về luôn đi em được em. Trở về luôn chứ qua gì nữa. Thế là đủ hụi rồi. Lắp cho bà cái mặt cho bà đỡ không được. Đáp sướng quá rồi còn không biết nữa. Đáp đi. À, đáp thôi. Đáp nó nửa tiếng rồi cho dịu ra. Có một xíu được 5 phút. Thế là được 5 phút lại. Mấy ân họ có nhiều mụn à?
đi mò gì hay rỡ gì không nhiều xíu nữa. Đây đây đây. Thôi mình đang bỏ sót đi. Biết màu đó. Trang. Nó hồng là. Ai? Cái serum mà cái xá gì nói gì mà giá mấy em vui hết nè. Serum nào? Cái serum mà chị nói mà bôi vô á. À trắng dịu ấy là trắng đỡ ấy à. Cái phục hợp không phải cái mà để da dáng đỡ khô đỡ đổ à. Em cũng biết nữa, em về em nói với khách em serum nói là em cũng biết. À đầu rang rồi bán được chưa? Thì ý là họ gọi giá em kêu em biết này để lên học cái nhá. Serum là 2,5, serum HA là 2,5. Thôi em bán cả dòng nữa là được rồi. Từ từ. Về em làm cái tủ bán không chân đại đó đó. Bán đi chứ. Chào mời đi. Tại vì đồ của mình hiệu quả em hiểu không? Em không lo. Với lại em cứ lái về em lái đi. Cái nơi dành cho tất cả các loại da hả chị? Cây mụn á hả hay serum? Dạ serum á. Serum nó không dành cho da giàu á, đừng dùng. Dạ.